Ví dụ như chúng ta mở DB ra này, đâu DB đâu, để mở DB này, đây show game này đúng không? Chúng ta có bảng user đúng không? Chúng ta thấy ở trong này nó có một, nó có cái cột là active đúng không? Đúng nhá. Thì hôm trước chúng ta đã login vào, nếu mà active mà nó chỉ cho những cái thằng có active bằng 1 login vào thôi, đúng không? Còn nếu mà bây giờ chúng ta sẽ có nhu cầu như sau, đó là trong hệ thống sẽ phân quyền ai là quản trị, ai là member, chứ không phải ai cũng vào được phần quản trị luôn nhé, đúng không? Vậy làm nào để làm được cái việc đấy? Rất dễ dàng, đó là tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ sinh ra thêm một cột nữa ở trong cái bảng user này, đó là cột role. Tôi quy định ở đây role 100 là member, role 300 là quản trị viên, role 400 là subadmin, hoặc role 900 là subadmin thì tùy. Vì sao tôi phải để cách xa đấy tôi không giải thích lại nữa, bởi vì để thêm những cái role vào giữa, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là sau đó đăng nhập rồi, nhưng mà khi mà nó vào trong cái trang quản trị ấy, thì tôi lại check tiếp xem là nếu mà ông đang có role, cái ông đang đăng nhập ấy đang có role là 900 thì ông sẽ được phép là làm cái việc ABC gì đấy. Nếu ông có role mà dưới 900 hay là dưới 500 hay dưới 400 thì ông sẽ bị đẩy ra ngoài trang chủ, chứ không được vào trong trang quản trị. Có được không? Đây là một cái cách phân quyền basic nhất có thể. Thì chúng ta sẽ tiến hành migration bình thường thôi. PHP artisan make migration enter user add role volume. Được chưa? Biết đi. Ngồi đây nhìn nó tí này không biết cái gì. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái phần database này, chúng ta sẽ thấy ra một cái file mới tên là enter table user, đúng không? Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thêm một cột nữa là dollar table trở đến integer, đây là role, trở đến default là 100. Được chưa? Tiếp theo ở trong này thì chúng ta có một cái drop column nữa ở dưới phần down, chúng ta có một cái drop column nữa.
cái gì đấy quang mày xe cái gì đấy chăn hai pô gì vậy, nhà mày nuôi à? Có thịt được không? Không, thôi dẹp đi. Chúng ta rốt column là rồi chăn cảnh nghe khiếp của mẹ. Con đấy chỉ cho các cụ ngâm rượu thôi. Chỉ ăn thịt thôi. Cái con chăn này có giết được người không? To này vậy. Nó cắn đau. Cắn thì đau. Thôi dẹp mẹ đi. Không đâu. Chăn mấy con có độc không? Gần như là chăn không có độc. Chết rồi. Không chưa? Rồi bây giờ tiến hành là thực hiện sit down. À, thực hiện migrate. Migrate xong thì bây giờ thực hiện xong thì trong DB của chúng ta mỗi một cái bản ghi nó đều có cái role 100, thì chỉ riêng con trăn béo này con admin thôi tôi để cho nó lên 500 được không, trăn béo xong được luôn hả? DB của tôi sửa cái gì chả được. Tham số nào? 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 Tham số bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Được chưa? Rồi mình làm sao? Column already exist này. Tức là cái bảng này của ông cũng đào đâu ra rồi. Để xem đi đề. Cái này cũng chắc chắn có vấn đề. Để active và verify token. Tức là sai cái chứng bảng. Này đã có rồi nhé. Đây là lấy mới của tôi về đúng không? Ê bảo sao? Hai cái này không có đúng không? Đúng không? Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành login như bình thường nhá. Để nó xem này. Localhost 8000. Rồi admin chẳng hạn. Thì nó bắt login đúng không? Tôi đăng nhập vào admin a@gmail. Tôi đăng nhập vào phần member nhá. member@gmail.com. Password là secret. Dạ. Không, cái này trước làm rồi mà.
Có lại chữ yêu nhỉ? Hot này, login bachelor. À đúng. Đây vào rồi, member đúng không? Nhưng bây giờ những cái thằng nào chúng ta muốn check là những cái thằng nào mà có đăng nhập vào rồi mà vào cái đường dẫn ở trong thằng server admin này mà nó có cái giá trị của role mà nhỏ hơn 500 thì đẩy thẳng ra ngoài giao diện phía ngoài thì không cho vào đây được. Có được không? Thử nhá. Để làm cái việc đấy chúng ta phải tạo ra một file middleware mới. Thì chúng ta gõ như này: php artisan make 2.middleware cách bây giờ admin role, check admin role. Được chưa? Được chưa? Mình sẽ có như này. Thì cái file nó đào đâu ra? Sinh ra cái file kia thì đào đâu ra? Chúng ta vào HTTP app này, HTTP này. HTTP trong này nó sẽ có một cái thư mục tên là middleware. Thấy không? Nhìn thấy cái check admin role chưa? Đúng không? Đây, chúng ta nhìn này. Được chưa? Ở trong này thì chúng ta cứ mặc định là cho là ở trong này là để vào được đây là phải đăng nhập rồi, đúng không? Cứ hiểu là thằng nào vào được đây là phải đăng nhập rồi. Thì chúng ta sẽ có như này, chúng ta sẽ có biến user bằng auth 2.2. user đóng mở ngoặc như này, và tôi dd ra cái biến user cho chúng ta xem thử sẽ có được không. Được chưa? Rồi nhá, bây giờ coi này. Rồi bây giờ chúng ta coi này. Lúc nãy tôi nói là có cái file kernel đúng không? Cái file kernel là các bạn thấy nó định nghĩa rất là nhiều các cái middleware ở đây, đúng chưa? Thì bây giờ ấy, ở trong này này. Ở trong này chúng ta muốn định nghĩa thôi, nhìn vào đây. Trong này chúng ta muốn định nghĩa ra một cái middleware mới thì chúng ta viết vào đây, viết thêm vào trong đoạn route middleware nằm ở trong cái file kernel này. Chúng ta viết thêm vào đây. Đó là admin role. Chẳng hạn như vậy, admin.role được tùy. Thì nó sẽ phải xử lý ở file là đây, app http middleware, app http middleware sược check admin role class này, check admin role 2.2. class. Nó phải một cái. Đây tôi định nghĩa ra một cái middleware mới. Từ sau cái role nào của tôi có áp dụng cái middleware này thì nó sẽ phải cái, tất cả các request của nó đều phải chạy qua cái file này. Được chưa? Mà trong file đấy thì tôi vừa mới dd ra, tôi đăng đai ra cái thông tin người đăng nhập. Thằng của nào ở đây mày không làm à? Mình thích viết như nào mình viết, tí tôi viết vào đấy là quang học dốt rồi đấy anh được. Hai mấy nữa chỗ mình đặt bàn ghế để cho nó sang làm lau công.
Không nhá. Không nhá. Điệp xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem này, bây giờ tôi copy, nhớ copy cái này. Nhớ copy cái name của nó chứ đừng copy cái giá trị nhá. Khi mà copy cái này thì chúng ta sẽ vào trong cái phần quản trị đúng không? Cái row quản trị đúng không? Đâu nhỉ? Row admin này. Bây giờ tôi áp dụng cái này cho cái row phần row get này. Admin dashboard này. Được chưa? Tức là vào đến đây. Admin dashboard là cái này đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Mặc dù hiện tại tôi đang là return ra cái view. Admin này, đâu nhỉ? Thôi thì đây đi, tôi áp dụng cho nó cái cho toàn bộ tất cả những cái round thuộc cái prefix game này đi. Được không? Thì tôi làm như này. Tôi phẩy thêm một cái nữa ở đây, tôi viết chữ middleware bằng cái giá trị là admin role. Tức là toàn bộ những cái round nằm ở trong này. Tất cả những cái round nằm ở trong cái prefix game này bắt buộc phải thông qua được cái file là check admin role ở đây. Được chưa? Các bạn viết vào đi. Viết vào bên cạnh cái prefix ấy. Hả? Được. Nhiều cái thì biết đấy. Đây. Và đây nữa. Xong. Thì bao nhiêu viết đủ middleware thì viết phẩy vào đấy. Phẩy ra. Phẩy nữa ra. Được chưa? Nó quy định sẵn cho chúng ta rồi mà. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử này. Thế có thế thôi, áp dụng có thế thôi. Bây giờ chúng ta thử này. Mày hở bưởi. Class app middleware auth not found đúng không? Đây các bạn xem nó rơi vào đâu đây. Check admin role đúng không? Tức là bây giờ đến bây giờ là nó đã vào đến đây rồi. Đúng chưa? Nếu mà tôi về homepage các bạn xem nó có vào không nhá. Chắc chắn là không vào. Nhưng mà vào với những cái đường dẫn như kiểu tôi vào trong này. Admin game sược S này. Nó đều vào đây. Tôi đang bị lỗi con này. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ sửa cái lỗi này bằng cách là tôi vào cái check admin role kia, tôi tiến hành use cái auth vào là xong. Đúng không? Bây giờ đang tôi ra thành user chưa? Có đúng nó không? Bởi vì tôi DD nó sẽ ra như này. Chúng ta nhìn thấy cái role 100 đây không? Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta làm nào? Chúng ta tiếp tục như if user trở đến role mà nhỏ hơn 500 thì sao? Return redirect về cái route là homepage. Có được không? Thử cái đã, tôi cũng không biết là có được hay không. Đúng chưa? Bây giờ thằng này lại cứ, thằng member này cứ cố tình vào admin game thì nó luôn đẩy về đây. Nhưng mà nếu mà tôi log out, sau đó tôi vào login, cp login đúng không? Tôi đăng nhập bằng quản trị admin@gmail.com 123456. Login vào, tôi vào bình thường. Đúng chưa? Đã phân quyền chưa? Xong nhỉ? Đấy, logic nó rất dễ. Thì bây giờ tôi sẽ viết lên bảng chúng ta những cái bước chúng ta phải làm. Admin là 100 đúng không? Không, admin là 500. Mày bị ngáo à? Đấy, trang béo đây đúng không? Đấy, cho trang béo là thật là cây xanh chứ. Nó là 500 chứ. Thì dưới 100 đó, hoặc là 100 đến 1 tên. Ờ. Thì ở đây trang béo là quản trị thì chỉ một mình trang béo vào được thôi. Trang béo là cái admin ăn học với nhau. Vâng ạ. Đây tôi sẽ nốt lại cái logic của chúng ta. Bước 1 này. Tạo middleware.
thì bằng câu lệnh là PHP artisan make hay chống middleware cách tên middleware được chưa? Sau khi tạo ra thì chúng ta đến bước 2 là vào trong cái khu vực là app HTTP và middleware để tìm cái file, tìm file cần thiết. Giờ bước 3 ở trong này các bạn để ý này, ngọc hoàng lên đây đã, cái kia tìm chép sau. Ở trong này các bạn nhìn thấy nó có handle thì handle request đúng không? Cái request này nó chính là cái dữ liệu từ trình duyệt gửi lên. Nó là có thể là dữ liệu từ form, nó có thể là dữ liệu từ URL gửi xuống trên thông qua cái tham số đường dẫn. Tóm lại là tất cả mọi thứ request có thể lấy được từ trình duyệt thằng khách hàng của người dùng. Được chưa? Ngoài những cái việc mà tôi có thẳng hot thì ra cái thằng này do tôi chắc chắn là nó phải login vào rồi đã, thì tôi mới dùng được thằng này. Còn những cái trường hợp khác, có những trường hợp các bạn phải lấy thông tin từ form ra. Nếu mà các bạn check là nếu mà form mà không có cái đoạn A này thì không được vào thẳng, đúng không? Cái A đấy là do chúng ta tự sinh ra thôi, được chưa? Thì ở đây ngoài cái việc mà check hot ra, chúng ta có thể là lấy tất cả mọi thứ từ request này, được chưa? Tiếp theo ở dưới chúng ta thường thường là hay dùng là if else hoặc là switch case để kiểm tra xem là các cái thông tin từ request khách hàng gửi vào người dùng gửi lên hay là từ cái thông tin đăng nhập mà nó thỏa mãn, mà nó không thỏa mãn, trường hợp là chúng ta kiểm tra là không thỏa mãn. Giờ đây là không thỏa mãn đúng không? Nếu nó nhỏ hơn 500 tức là nó không phải admin thì chúng ta điều hướng nó về một cái chỗ nào đấy, được chưa? Thực tế ra ở phần này thì bọn tôi không mấy khi mà điều hướng thẳng cái mục phát tát vào mặt khách hàng là người dùng một phát là về trang chủ đâu. Mà bọn tôi hay làm đó là chúng tôi return một cái view. View đấy tên là view 1.3. 1.3 biết là mã gì không? Mã forbidden. Là không có đủ quyền truy cập. Forbidden. Thì ở cái giao diện đấy thì chúng ta có thể là hiển thị là một cái hình ảnh gì đấy. Off, bạn không có quyền truy cập. Vui lòng đăng nhập lại thì cho một đường dẫn về trang login hoặc là một đường dẫn bên cạnh nữa là về trang chủ. Nó thích làm gì là làm, được chưa? Đấy là về cái xử lý ở trong middleware này. Còn ở đây của tôi thì tôi cũ hơn, với lại thực ra là tôi không có cái bộ giao diện của cái thằng kia nên tôi không làm. Thì ở đây tôi nếu mà nó không thỏa mãn điều kiện của tôi, tức là nó cái role của nó dưới 500, tức là nó một thằng member bình thường, thì tôi sẽ tiến hành return redirect về cái đường dẫn khác, là cái đường dẫn page, chứ là không bao giờ cho phép thằng này có thể vào được trong kia, được chưa? Đó. Và nếu mà nó vượt qua này, tức là cái điều kiện này nó không được thỏa mãn, nó vượt qua rồi thì chúng ta return next request, tức là cho nó vào bình thường. Đây là bước 2, bước 3, bước 3 là kiểm tra thông qua để biến request hoặc thông qua hot. Hầu hết là mọi người không kiểm tra hai cái này. Nếu đủ điều kiện, tôi gọi là đủ điều kiện, thì đủ điều kiện thì cho return next request, tức là cho đi tiếp, tương đương với cái việc là cho đi tiếp. Còn nếu mà không đủ điều kiện thì có hai phương án. Một là return view 43, hai là redirect một cái round này. Anh có hai phương án giải quyết.
Mà này còn bắt đầu đang chơi cờ vua cơ mà. Là này, có gan thật. Xong 3 bước rồi chưa? Xóa nhá. Xóa đi. Xong bước 3. Cái gì? Nào. Bước 4 nhá. Bước 4 là cái này đăng ký. Đăng ký cái middleware với hệ thống. Thì chúng ta vào cái file đó là app.http sửa tunnel phần PHP này thì phần còn lại tôi sẽ chỉ giảng nhé, tôi không nốt đâu, các bạn ghi như nào thì ghi, được chưa? Thì chúng ta kéo dưới cung của cái file kernel đấy, nó có một cái miếng tên là protected ground middleware. Xong cái phần kia đi, tôi nói tiếp phần này. Được chưa? Đây ở trong cái kernel của bạn đây, nhìn vào đây đã. Ở trong cái file kernel này thì chúng ta có một cái protected ground middleware đúng không? Cái này là nơi ghi vào nhá, cái này sẽ là nơi định nghĩa những cái middleware lẻ. Chúng ta có trò lẻ và chặn, à lẻ, lẻ và buôn. Thì đây sẽ là nơi định nghĩa các cái middleware nhỏ lẻ. Thì ở đây chúng ta thấy này, chúng ta có cái app về middleware chip role class đúng không? Thì chúng ta đặt tên cho nó như thế nào tùy chúng ta, thì ở cái đằng phía trước này. Được chưa? Tôi đặt tên nó ở phía trước này. Sau đó chúng ta dùng ở đâu cũng được, tùy. Xong chưa? Nhớ là phải đặt tên và đường dẫn đến cái class chứa cái middleware kia. Tiếp theo ở trên ấy, kéo lùi lên trên một tí, chúng ta có middleware group. Đúng không? Chúng ta còn nhớ cái middleware web không? Ở trong Cloud Service Provider ấy, nó có một cái phần là middleware group và middleware là web. Đúng không? Thì cái middleware tên là web đấy ấy, nó không có thật, nó không được định nghĩa ra, mà nó chỉ là một cái group gồm rất là nhiều các cái middleware nó được tập hợp với nhau. Để pass qua được cái middleware web đấy thì chúng ta phải pass qua tất cả các cái middleware thành viên nằm ở trong. Bây giờ, tức là chúng ta nhóm nó vào thành một nhóm, đặt cho nó đặt cái nhóm một cái tên và chúng ta áp dụng cái nhóm đấy cho một cái ground hoặc một tập hợp ground nào đấy. Được chưa? Thì chúng ta nhóm nó vào thì chúng ta nhóm bằng cái biến là middleware group này. Được chưa? Nó vào, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình một cái nhóm middleware riêng cũng được, bằng việc là chỉ đơn giản là chúng ta enter cái này xuống, chúng ta tạo ra một cái biến mới tên là admin adm group, xong rồi bằng những cái middleware chúng ta mong muốn có và là xong. Được chưa? Những cái middleware group này thì hay được định nghĩa, được áp dụng, mà nó áp dụng cả file luôn, cả file middleware luôn, chứ không phải định nghĩa trong một hai cái đâu nhá. Thì người ta hay làm như này. Những cái middleware group này thì người ta hay để nhét vào trong cái phần là provider này, ground provider này. Đây các bạn ấy ở trong cái admin này đúng không? Tôi có cái middleware web và auth này đúng không? Đúng không? Nếu mà tôi muốn áp dụng cho cả những cái
cho toàn bộ những cái gì viết ở trong cái auth, ở trong cái file, cái raw file admin này, thêm cái admin role, nữa tôi đơn giản tôi viết vào đây là admin.role đúng không? Middleware cho tên như này đúng không? Mở kernel xem có đúng không? Đây admin.role đây. Thì tôi áp dụng cho tất, thì tôi tiến hành là tôi mở cái này ra, tôi viết thêm cái admin role này vào đây là xong. Cái thằng mid, thằng Laravel này nó sẽ check cho từng cái middleware một, check path qua hết web, check đến auth, check đến admin role. Qua hết được bằng này thứ thì nó mới cho vào trong. Hiểu vấn đề chưa? Thì ở đây nếu mà tôi đã biết như này rồi thì ở trong file admin á, tôi không cần phải viết cái này nữa. Tôi bỏ cái này đi được. Thử nhá. Bây giờ tôi log out rồi này. Tôi log out con trang béo rồi này. Tôi lỡ cắt mất cái dấu string của thằng game này. Rồi đây. Tôi log out. Bây giờ tôi log in lại. Log in vào vòng member secret. Không vào được. Nó vẫn không vào được đây này. Nhưng bây giờ tôi tiến hành log out ra, tôi vào bằng admin xem. Nó bình thường. Đúng nhá. Tức tôi thể hiện như này, tức là cái middleware của tôi đã được áp dụng trong này rồi. Ít nhất là trong cái này rồi. Còn các bạn làm những cái thứ khác thì các bạn cứ thử check xem nó có đúng không và biết ngay. Được chưa? Thì đấy là chúng ta có cái quy định, cái setup, cái middleware thứ hai, đó là nhóm middleware vào với nhau. Được chưa? Thì nó ở trong cái này. Ở đây xin lỗi các bạn, ở middleware group nhóm nó vào, chúng ta có thể tự tạo ra một cái middleware riêng cho mình để check. Xong chưa? Cái cuối cùng còn lại đó là cái protected middleware này. Các bạn đọc này. These middleware are run during every request to your application. Tức là cái nhóm middleware, protected middleware này, nó là cái nhóm mà tất cả các cái request gửi lên server chúng ta phải chạy qua đây. Được chưa? Tất cả chạy qua đây, còn không, nếu mà không pass qua bất kỳ một thằng nào thì thôi chia tay, không vào được hệ thống đâu. Được chưa? Đấy, đây là ba cái setup, ba cái scope, ba cái phạm vi từ lớn đến nhỏ ở trong middleware của thằng Laravel nó config cho chúng ta ở trong cái kernel này. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Còn cách dùng cái bước thứ năm, đó là cách áp dụng middleware, áp dụng middleware vào trong cái RAW thì chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất là mở cái RAW service provider ra. Để ra thì chúng ta ở trong này thì chúng ta thực hiện là chọn hay là 2.2 đến middleware thôi. Wow, các middleware biết trong này. Khi mà dùng các hàm map ấy, áp dụng các hàm map thì cái này nó là như nào? Những cái hàm map thì là để chúng ta định nghĩa ra các cái file đúng không? Các cái file chứa RAW đúng không? Thì ở đây thể hiện cái việc này, thể hiện việc là nó là tất cả những cái RAW, tất cả những cái đường dẫn nằm trong cái file RAW sẽ phải chịu cái sự tác động của cái củ nghe được định nghĩa. Bây giờ toàn bộ tất cả những cái đường dẫn viết ở trong file đều áp dụng. Đây là cái phạm vi lớn nhất chúng ta có thể áp dụng. Được chưa? Phương án thứ hai đó là ở trong từng cái round 2.get, 2.pod, 2.group 1, từng cái này rồi. Sau khi xử lý thương cái cú pháp nó như này đúng không? Như này đúng không? Thì chúng ta có thể là cái đoạn đằng sau này chúng ta có làm có cái name, hay biết cái name đúng không? Nhưng mà ngoài cái name là chúng ta có thể viết được cái middleware này. Bên này cũng được, sau đó mới chọn name, không sao đấy. Được chưa? Còn riêng đặc biệt phần group này, riêng phần group này thì chúng ta sẽ có là cái
ở đây là một cái mạng giờ thì chúng ta có thể để prefix gì đấy đúng không? Ngoài ra chúng ta có thể để thêm thẩm mỹ của game vào. Chúng ta có ba cái viết như này, viết như nào thì viết được chưa? Tiếp viết như nào thì viết như nhau, xem như nhau tùy từng cái, mỗi cái nó sẽ có phạm vi khác nhau, chúng ta có thể lựa chọn được. Đấy, đấy là hết về phần video của em. Xong xuôi với cả một cái gì chúng ta làm từ những cái basic thôi, không đừng cẩn thận cũng được, nhưng mà phải làm xong thì đó là cái basic nhất. Chúng ta mới từ những cái basic đấy chúng ta mới tìm hiểu, chúng ta quen cách làm của Laravel đã, sau đó chúng ta mới phát triển lên được, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ nói qua cho các bạn một chút về những cái tính năng mà thằng Laravel nó còn có mà chúng ta chưa học đến, bởi tôi cũng không muốn đưa vào bởi nó cao siêu quá, nó những cái ứng dụng của nó không quá nhiều nhưng mà nó rất là quan trọng, rất là co luôn đấy. Thì đây ví dụ như này, testing, cái đầu tiên tôi muốn nói đấy là cái testing đó là chúng ta có thể thực hiện cái việc test những cái gì mà chúng ta đã viết ra bằng việc config và sử dụng những cái hàm hay là những cái lớp của Laravel cung cấp. Thì chúng ta có thể, nếu mà để gần nhất ấy, thì chúng ta có thể học cái phần là testing này. Test nó sẽ giúp chúng ta viết những cái test case, viết cho chúng ta những cái test unit. Test case là danh sách tất cả những cái kiểu dạng là những cái file cần, những cái hàm cần phải test, cần phải pass qua cho một cái chức năng. Còn cái test unit tức là chúng ta có thể là kiểm tra một cái hàm logic nào đấy của chúng ta làm có đúng hay sai. Thì nếu mà pass qua thì nó sẽ có xanh, còn nếu mà không, chúng ta chạy một câu lệnh command line, pass qua nó có xanh, còn nếu mà không pass qua nó sẽ ghi lại ở đoạn nào sai luôn. Kiểm tra code thì test kiểu này nó sẽ test là kiểm tra đầu ra, nó chỉ test kiểm tra đầu ra thôi. Chúng ta sẽ ném vào trong này một cái hàm nào đấy, một controller nào đấy, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái kết quả của cái việc thực thi cái hàm kia với kết quả chúng ta tính toán, nếu nó sai thì nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy là về phần test. Ngoài ra trong cái Laravel này nó có hỗ trợ chúng ta rất là nhiều những cái thứ hay ho, ví dụ HTTP test này, test luôn cả môi trường trình duyệt, rồi test luôn cả browser, test cả database, rồi mocking dữ liệu. Hay là trong thằng Laravel nó có cung cấp những cái thư viện để test rất là bá đạo, ví dụ như thằng Laravel Dust, thằng này rất là tổ, Laravel Dust này, đó là nó sẽ cho chúng ta những cái gọi là chúng ta hoàn toàn có thể lập kịch bản là trang web của tôi muốn vào trang này trang kia, vào đường dẫn A, đường dẫn B, A, B, tôi nhập những cái thông số A, thông số B vào trong form, sau đó tôi tiến hành là test từng bước một giống như jQuery, tôi điền dữ liệu vào đâu, tôi chỉnh sửa ở đâu trên màn hình. Nếu cái màn hình nào của tôi nó bị lỗi, tức là cái kết quả nó sinh ra không giống như tôi định nghĩa ở trong cái logic của tôi định nghĩa ra đây, nó chụp ảnh màn hình lại, nó lưu lại trên trong logic của mình luôn, lấy để làm bằng chứng luôn.
đấy là thằng Laravel Dust, thằng này test rất là bá, các dự án bây giờ cũng hay dùng Laravel Dust. Tiếp theo đó là thằng Eloquent ORM này thì cũng còn một phần nữa. Đó là đặc biệt tôi nhấn mạnh với các bạn, đó là chúng ta học thì và làm ấy, chủ yếu là dùng Eloquent đúng không? Nhưng mà thực tế khi mà đi làm thì không mấy khi chúng ta được dùng Eloquent đâu. Bởi vì Eloquent nó chỉ giải quyết cho chúng ta những cái bài toán khá là basic thôi. Nên sửa soát cơ bản, nó không có phức tạp thì chúng ta dùng Eloquent được. Chứ còn nếu mà đang khi mà đi làm ở những cái dự án mà những cái code chúng ta không phức tạp rồi thì chúng ta không dùng Eloquent. Chúng ta thường thường là phải dùng raw query là những cái câu query mà chúng ta thường viết ra bằng tay để thực hiện cái việc xử lý, chứ không phải là thực hiện thông qua yêu cầu nữa. Được. Đọc đi. Bước vào đầu đọc, bây giờ nói với cả ngày. Đấy là về phần Eloquent. Tiếp theo phần authentication này. Chúng ta mới chỉ học authentication theo dạng là basic, tức là web, tức là một trang web tự mình login với mình. Đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa hề có một cái nhìn tổng quan về cái môi trường web hiện tại. Bây giờ web nó người ta sang web 2.0 thì nó các bạn có nghe đến RESTful Web Service bao giờ không? Bao giờ? Chắc chưa nghe. Thế vậy thì có hiểu ví dụ như chúng ta dùng Facebook ạ? Dùng Facebook ở trên điện thoại nhá. Bạn có Facebook, tôi có Facebook, bạn có Facebook. Thì làm sao, ví dụ như kiểu là nếu mà chúng ta học mobile thì chúng ta sẽ hiểu trên mobile thì chúng ta quay riêng đó. Nhưng mà làm sao mà cái điện thoại này nó đăng nhập và nó lấy thông tin được. Ví dụ tôi với bạn kiểu điểm đăng thông tin mới, tôi nhìn vào trên app điện thoại, tôi nhìn thấy cái thông tin mà điểm mới đăng. Làm sao làm được thế? Thì ở trên cái app mobile này, nó phải tương tác được với dữ liệu dưới cơ sở dữ liệu đúng không? Nó tương tác bằng cách nào? Nó không thể nào từ cái này nó chọc xuống DB thẳng được, không thể làm được việc đấy, mà phải thông qua một cái khái niệm nó gọi là web service. Web service, cái web service này thì nó cũng là web thôi, nó cốt giống như chúng ta bình thường, tuy nhiên nó không có giao diện, nó không hề có một cái gì về cái giao diện, mà nó hoạt động trên cái nền tảng là API. Như nào gọi là API? Như thế này gọi là một API này. Chúng ta đã làm rồi đấy. Đây này. Như thế này có thể coi là một API này. Các bạn thấy cái đường dẫn này của tôi nó có giao diện không? Có, cái đường dẫn này có giao diện không? Không hề có. Đúng không? Làm gì có cái giao diện cho cái đường dẫn là slug generation và generate này. Và cái kiểu dữ liệu trả ra của nó là gì? Trả ra là gì? JSON. Thế thì đã trả ra JSON thì làm gì có view? Đúng không? Thì những cái đường dẫn như thế này, đúng không? Thì nó gọi là một API. Trong hệ thống của mình sẽ có rất là nhiều các API khác nhau để phục vụ các cái công việc khác nhau. Thì những cái API thì nó thuộc dạng là web service. Nó sẽ không có giao diện và chúng ta cần cái dữ liệu gì, chúng ta cần trao đổi với ai thì sẽ gửi lên một cái đường dẫn nào đấy để thực hiện cái website đấy, nó sẽ thực hiện cái tác của chúng ta, sau đó nó trả cho chúng ta một cái response nào đấy để chúng ta xử lý tiếp. Thì cái khái niệm này các bạn chắc là chưa phải động đến bao giờ, các bạn vào việc cơ, vào dự án thực sự cơ thì chúng ta lúc đầu mới bắt đầu là bỡ ngỡ, xong mới bắt đầu là mới va vấp với cái khái niệm này. Ngày xưa bây giờ còn sướng, ngày xưa những cái thời điểm tôi làm thì nó còn là swap cơ, SOP SOAP swap service, tức là nó cũng là web service nhưng mà nó trả là dữ liệu là XML đọc khá là hồ vượt. Nhưng mà sau này chúng ta sau cái năm 2010, tức là đến Việt Nam nó rơi từ 2014-2015 nó mới đổi lên, thì là Việt Nam thì dùng web service và RESTful RESTful web service. Thì cái RESTful này nó trả cho chúng ta đủ thể loại, không cái thằng soát nó chỉ trả ra, nó chỉ giao tiếp tục với email thôi. Nhưng mà thằng RESTful này nó vừa có thể hiểu email, nó có thể hiểu JSON, nó có thể hiểu string, nó có thể hiểu cũng được, đủ có thể loại cái gì cũng hiểu. Thì đấy, nó là cái RESTful nó sẽ đa năng hơn và nó nhẹ nhàng hơn so với thằng soát rất là nhiều. Soát thì nó nặng lắm,
Đấy. Và ngoài ra nếu mà đã sử dụng web service này, tức là chúng ta sẽ khi mà dùng web service thì chúng ta sẽ có mô hình như này. Sẽ có mô hình như này. Ví dụ đây là app điện thoại. App điện thoại. Wow, app điện thoại. Cần hiển thị cái gì, cần đăng nhập cái gì? Vào đây, gọi xuống web. Gõ từ app, gọi xuống web, web chọn xuống DB. DB trả dữ liệu lên, dữ liệu trả về đây. Thì nó hiển thị là điện thoại. Bây giờ tôi có một, tôi vào hệ thống, tôi bằng trang web nữa. Đúng không? Tôi vào một trang web. Ví dụ gì đấy, đây là màn hình trình duyệt. Tôi muốn hiển vào truy cập trang web thì trang web này thực sự nó cũng tốt được bên thật hay là Java hay là .NET gì không quan tâm. Tuy nhiên nó cần lấy dữ liệu. Đây là trình duyệt này vào browser, đây browser. Sau đây là server PP. Khi mà các bạn vào đường dẫn a.com thì nó sẽ vào server PP và nó sẽ nó cái thằng này nó cũng chứa database. Nó muốn lấy database thì nó phải thông qua cái thằng này. Nó phải thông qua thằng này. Sau đó thằng này trả về dữ liệu cho nó thì nó mới trả ra cái màn hình cho khách hàng dùng. Đấy, thì khi mà làm web service như này chúng ta hoàn toàn có cái lợi thế đó là cung cấp được dữ liệu cho cả app mobile và web app. Những cái web kiểu dạng là chỉ chứa view, chỉ sinh ra view và hiển thị ra màn hình, không chứa DB. Thì cái này tôi gọi là web view, web app chứ. Web app, web application. Còn cái này là web service, đây là mobile app. Được chưa? Đó, thì cái này sử dụng web full, web service. Thế vậy thì làm sao mà nó gửi như này, gửi chỉ có đường dẫn thôi. Thì làm sao mà biết là thằng nào là quyền quản trị, thằng nào là quyền A, thằng nào là quyền B, thằng nào là member. Để không cho nó vào những cái thứ đặc biệt, nghiêm trọng. Đúng không? Thì cái đấy người ta sẽ phải xử lý cái việc bảo mật đấy. Bảo mật ở cả hai tầng nhá. Ở cả hai tầng nó liên quan đến nhau. Thì cái việc bảo mật nó phải thông qua những cái khái niệm, những công nghệ, ví dụ như dây 5DB, GSAN web token. Thì cái này các bạn có thể đọc hiểu, đọc để nghiên cứu, chứ bây giờ không có thời gian để giải thích những cái này. Bởi vì nó rất là phức tạp. Hoặc phát triển cao hơn thì chúng ta có Open Authentic 2. Đó là khi mà sử dụng cái này nó sinh ra chúng ta hai loại token, một loại là Access Token và một loại là Privacy Token. Khi mà người dùng đăng nhập vào thì cái này tôi sẽ giải thích sau. Được chưa? Đấy, nghiên cứu đọc về những cái này ở trong thằng Laravel là nền tảng ngay cái này, Laravel là nền tảng ngay các anh. Tuy nhiên là chúng ta phải đọc cái phần là Laravel Passport. Đấy, trong Laravel nó cung cấp sẵn. Chồng chạy. Không đặt mặt đần thối rồi. Hả? Có. Search chữ passport là ra ngay mà. Để. Thấy không? Để. API authentication hay còn gọi là passport này. Được chưa? Nó cái này nó khá khó cho các bạn mới. Khá là khó, khá là event luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái thứ khác nữa, kinh khủng nữa, ví dụ như kiểu là phần comment. Artisan console. Chúng ta còn để ý nhớ những cái tên như artisan, make, abc, make controller, make model, make middleware, make migration không? Hay là pp artisan serve không? Đúng chưa? Thì chúng ta cũng có thể tự mình tạo ra những cái thuật artisan như vậy thông qua thằng này, thằng artisan console. Các bạn cứ search cái artisan console này là ra cái hướng dẫn để giúp chúng ta tạo ra những cái câu lệnh comma. Những cái câu lệnh comma này nó sẽ là một cái thành phần rất là buồn cười, rất là quan trọng, nhưng mà nó không là phải là đầy đủ. Nó sẽ là như thế này. Tôi xóa này nhá. Các bạn làm cái kiểu mô hình khác nữa. Đây,
ví dụ toàn bộ cái trục to này là cái máy tính của mình, máy server ấy, máy tính server của mình, đúng không? Cái cục này là cái cục code PHP hay là Laravel, cục dưới này là cục DB, đúng không? Bây giờ các bạn có để ý khi mà người ta vào cái trang website thì người ta sẽ kể cả tin tức hay là một thông tin điện tử, người ta có một cái đoạn là điền email và điền nhận tin mới nhất hay nhận cái ưu đãi mới nhất không? Thế vậy thì cái thằng quản trị nó đẩy email đi như nào, nó gửi email như nào, gửi làm sao được hàng trăm nghìn người cùng lúc, nó gửi từng cái một, đúng không? Gửi kiểu gì? Thì trong thằng cái này nó sẽ liên quan như sau. Trong thằng Laravel chúng ta có thể viết ra được cái ad semaphore nhé. Tức là ví dụ tôi có cái câu lệnh là PHP artisan send ADP email. Wow. Tôi hoàn toàn thực hiện cái câu lệnh, tôi viết ra cái câu lệnh là PHP artisan send ADP email. Cái này cái ADP email này nó cũng khó bây giờ. Chúng ta thích thì chúng ta viết ra thôi. Được chưa? Xong nhá. Thì cái câu lệnh này này, cứ các bạn cứ có cái này, ví dụ tôi sẽ lắp và cứ có cái này thì là email quảng cáo sẽ được gửi đi với những người đăng ký thực hiện, tức cái server nó chạy chứ thằng chúng ta không phải vào truy cập vào bất kỳ đường dẫn nào cả, được chưa? Thì ở trong này thằng này nó sẽ tương tác với DB, nó để lấy ra thông tin tất cả những cái email cần được, những cái người cần phải nhận email, sau đó tiến hành là gửi email, được chưa? Đấy, nhiệm vụ nó như thế thôi. Thì bây giờ chúng ta có đi sao? Trong cái máy tính của chúng ta, trong cái máy tính này, chúng ta ở bên Windows có một khái niệm là schedule. Hay bên Linux có một cái khái niệm là job. Cái này tức là những cái tác của các bạn biết vì sao cái Google Chrome của bạn mà nó tự bản tự động update lên. Đây, nó luôn luôn là bản mới nhất. Bởi vì mỗi ngày khi các bạn mở máy tính ra, các bạn vào thì cái máy tính của chúng ta nó có cái tác dụng, cái service đó là tự động cập nhật, tự động kiểm tra xem phải thằng Chrome khi mà cài vào máy ấy, nó có một cái tác dụng là tự động kiểm tra xem phiên bản mới nhất của Chrome là gì để tải về và tự cập nhật được. Chúng ta không bao giờ phải làm cái việc này. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là setup một cái schedule để chạy cái câu lệnh này vào lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây, ngày nào và tần suất. Tần suất các bạn có thể xét từ 5 phút một lần, 2 phút một lần, 30 giây một lần, hay là 1 năm một lần, 1 tháng một lần, 10 năm một lần, hoàn toàn có thể được luôn. Đó, thấy cái thằng ăn xin được chưa? Thì cái bài toán ở đây giải quyết vấn đề thực tế là gì? Cái thằng làm phát triển website này nó sẽ tạo ra một schedule, nếu vào server Windows hay là nó tạo ra một cái job ở bên server Linux thì nó sẽ tạo ra một cái job, đó là mỗi một lần cái máy tính nó tự động chạy một câu lệnh như thế này vào lúc 12 giờ tối, 12 giờ đêm. Lúc đấy server làm gì có ai vào đâu, nó nhẹ nhất mà, nhiều tài nguyên nhất mà, đúng không? Thì như vậy thì cái thằng code PHP chúng ta có tự động thực hiện các cái câu lệnh nằm trong cái chọc xuống DB lấy dữ liệu gửi lên, gửi email đi. Thấy không? Cái này người ta gọi là khái niệm về job hay còn gọi là service hay còn gọi là job đều được. Được chưa? Đấy là lý do vì sao các bạn hay nhận được email spam. Nếu các bạn có email Gmail, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái email spam, rất nhiều cái email kiểu dạng như là giới thiệu các bạn tính gọi tính nghiệp, đúng không? Trong phần quảng cáo hay phần ABC gì đấy. Đây là cái làm này. Được. Đây chỉ là một ứng dụng nhỏ thôi. Chúng ta có những ứng dụng rất khổng lồ trong này. Nếu mà làm cái này. Nhưng mà ở đây tập trung vào đây chúng tôi đã làm công an. Không có thằng này là trái tim của tất cả mọi thứ. Đúng không? Không có nó, chúng ta làm sao làm cái việc tiếp theo? Job luôn luôn chẳng khó. Nhưng mà không có thằng này thì là chẳng có cái nào chẳng được. Đúng chưa? Đấy là cái sức mạnh của thằng Artisan Console. Nhưng mà có một cái hay nữa như sau. Đó là riêng bản thân thằng Laravel
Nghe này, riêng bản thân thằng Laravel nó có sẵn cái job của nó. Riêng bản thân thằng Laravel cũng có tự bản thân nó có cái job của nó. Chúng ta có thể search là Q. Đây, Laravel Q. Đấy, thế nó mới hay. Tự mình có thể set up được một cái job mà không cần phải set up trên server, không phải liên quan đến hệ điều hành, tự tạo set. Thế nó mới xịn. Đó, thì nó là liên quan đến Q. Cái này chúng ta có thể làm được tương đương với Laravel Q. Thế nó mới hay. Được chưa? Rồi thì Laravel nó còn có thêm những cái trò như sau. Ví dụ như kiểu là helper. Helper thì đây nó là những cái hàm có sẵn, chúng ta gọi bất kỳ lúc nào cũng được. Trong này nó có một khối lượng hàm helper khá là nhiều. Được chưa? Chúng ta thích gọi nó ra bất kỳ lúc nào cũng được. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một cái hàm helper, một cái file chứa những cái hàm helper của mình. Thì các bạn có thể search cái đấy cũng ra, hoặc là lúc nào cần thì hỏi tôi. Tiếp theo là chúng ta có những cái khái niệm, ví dụ như cái đề task scheduling này. Đây là cái queue mà tôi vừa nói đấy, task schedule này. Thực hiện cái gì, bao lâu một lần. Tiếp theo là chúng ta có những cái gì tôi vừa nghĩ ra quên bố rồi. Lock. Cái này chúng ta không được học. Nhưng mà thực sự nó quá dễ luôn. Nó dễ cực kỳ, nhưng mà nếu mà trong dự án thật thì rất là cần. Cái lock này đó là nó ghi lại cái, các bạn để ý nhé, trong cái project của mình ạ, nó luôn luôn sẵn có một cái file. Các bạn vào storage, vào framework, à đâu? Và vào lock chứ, vào lock, vào storage, vào lock. Các bạn nhìn thấy cái file laravel.lock không? Nhìn đây, đây là toàn bộ những cái gì xảy ra với server của mình. Từ lúc bắt đầu tôi tạo cái server này ra cho đến bây giờ. Nó dài lắm, nó hơn 3.000 dòng rồi. Đây là nó ghi lại lịch sử bằng text tất cả những cái lỗi của chúng ta xảy ra từ cái lúc tôi tạo một project dài đến giờ. Được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có thể tự mình viết vào đây bằng những cái câu lệnh, ví dụ như kiểu là các bạn phải use log ở trên những log 2.info text của bạn viết vào đấy cũng được. Không sao hết, ví dụ tôi viết thử nhá. Cái dễ lắm. Tôi cũng không muốn dạy, tôi chỉ giới thiệu qua đây. Tí là chúng ta biết dùng ngay mà. Đây ví dụ như này. Home controller đúng không? À đâu? Admin này. Game controller này, ví dụ như vào danh sách game nhá. Thì tôi sẽ có là tôi use log ở đây. Rồi. Trong này tôi sẽ có là log info. Đây là level à? Level 1 đi. Level là warning. Message đây là thiện TH, đây là ví dụ tôi hay, còn như tôi thì tôi hay ghi như này, game controller trỏ đến hàm là index, đây là begin. Begin và kết thúc hàm, trước khi kết thúc thì tôi sẽ có một cái là end. Đây nhá, tôi vào game này đúng không? Xong nhá, đúng không? Rất đơn giản, nó không có cái việc gì xảy ra cả, nhưng mà chúng ta vào lock. Được không? Hãy thử nghĩ xem nếu mà tôi thêm vào đây một đoạn là user ID begin, đúng không? Này tương đương với việc là tôi có thể theo dõi được người nào vào cái việc gì lúc mấy giờ đấy, ra đấy, đúng không? Theo dõi được người nào vào cái gì lúc mấy giờ, được chưa? Cái này giúp tôi kiểm soát cái thứ nhất là kiểm soát lỗi, nếu mà có lỗi chỉ ra cái lỗi biết trong này. Cái thứ hai là tôi kiểm soát được là cái hành vi của người dùng, được chưa? Người dùng vào đâu mấy giờ làm gì, là ai vào, tôi có thể kiểm soát được, tôi biết được là ai làm. Để sau này khi có vấn đề gì xảy ra thì tôi tiến hành là tôi túm đó cái đánh.
được chưa? Đó, nó còn có nhiều trò lắm, thằng lốc là thằng Laravel nó còn nhiều lắm, số lượng tác vụ của nó cực kỳ nhiều ấy. Để coi cô lốc nãy tôi nhớ ra cái gì tôi quên bà nó mất rồi. Ok, tạm thời bằng đấy là chúng ta đã chết rồi, chứ đừng nói lên những cái sâu hơn đấy. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. À nhớ rồi, đó là event. Trong Laravel nó có thêm một cái là event, cái này chúng ta cũng phải lưu ý để làm chat real time các thứ các kiểu ấy. Tóm lại những cái thứ liên quan đến real time thì chúng ta phải có phải biết được cái thằng event này. Đó, nó lắng nghe sự kiện và nó thực hiện một cái việc gì đấy thì đấy nó là event. Ngoài ra nữa là ở trong thằng này thì nó có cả những cái thứ liên quan đến tăng tốc độ của web, xử lý website, những cách chúng ta cũng phải lưu ý. Trong Laravel nó hỗ trợ cách, thì nếu mà chúng ta cần phải nâng cao cái performance của website lên thì chúng ta phải đọc cách ở trong cái tài liệu này. Nhiều lắm, ở trong Laravel là nhiều lắm, để mà học hết được, gọi là học hết được thì bây giờ rất là ít người có thể là kiểm soát được hết Laravel, bởi vì số lượng tính năng của nó rất là nhiều, chúng ta chỉ học đến đâu và làm những gì thôi. Được chưa? Còn ai cần thắc mắc gì không? Điều có thắc mắc gì không? Đó, thì chúng ta, đấy là tôi liệt kê cho chúng ta những cái thứ mà chúng ta có thể có với Laravel. Thì chúng ta về cố gắng làm lại cái project. Đó là, hôm nay những cái gì chúng ta có bây giờ chúng ta cũng đang làm rồi. Làm lại cái project chúng ta thử thế, để chúng ta đi bảo vệ. Bảo vệ nó là một chuyện rất quan trọng là chúng mình làm để thể hiện mình đã học xong rồi mình có cái việc làm để nó giải. Chứ học xong về cái đấy nó chẳng được gì. Đó. Thì hôm nay cũng là cái buổi cuối cùng. Chúng ta làm hết rồi. Từ chủ nhật tuần này các bạn không phải là tôi nữa. Thế cho nên mà đây có thể là lên YouTube là mệt.